Cô chào các em học sinh thân mến. Ở chủ đề 8, đồ chơi, trò chơi, trong tiết kể chuyện hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu một câu chuyện. Câu chuyện đó có tên là Cho nhau đồ chơi. Mục tiêu của bài học này, các em phán đoán được nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện, tên chủ đề và tranh minh họa. Kể được từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh. Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân. Bây giờ, các con hãy quan sát cho cô 4 bức tranh. 1, 2, 3, 4. Và cho cô biết trong câu chuyện này có tất cả mấy nhân vật. Và những nhân vật này đang làm gì? À, trong câu chuyện này có tất cả 7 nhân vật. Đó là cô Sóc, thỏ con, thỏ bố, cún anh, cún em, cún bố và heo con. Bây giờ, cô và các con cùng tìm hiểu câu chuyện nhé. Các con hãy quan sát tranh và nói cho cô biết chuyện gì đã diễn ra trong tranh. Ở tranh 1, cô Sóc cho thỏ bộ lắp ráp xe ngựa gỗ. Sau đó như thế nào? Chúng ta quan sát tranh 2 nhé. Thỏ con đã đem bộ lắp ráp về nhà. Thỏ bố đã giúp thỏ con ráp thành một chiếc xe ngựa gỗ. Và thỏ con đã cho cuốn chiếc xe ngựa gỗ đó. Tiếp theo thì sao nhỉ? Chúng ta cùng qua bức tranh số 3. Các con hãy quan sát bức tranh số 3, xem câu chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào. Ở bức tranh này, cún anh đã mang chiếc xe ngựa gỗ mà thỏ cho mình về nhà. Cún em rất thích, nhưng ngựa gỗ không đủ chỗ cho hai anh em cún cùng ngồi. Thế là cún bố lắp thêm cái thùng xe vào ngựa gỗ. Sau khi cún bố lắp thêm thùng xe, hai anh em cún đã làm gì? À, hai anh em cún mang xe ngựa gỗ ra ngoài và rủ bạn thỏ, bạn heo cùng chơi với mình. Các bạn chơi với nhau rất vui. Bây giờ, cô và các con cùng lắng nghe câu chuyện nhé. Cho nhau đồ chơi. Trong buổi học cuối năm, thấy thỏ con buồn, cô Sóc hỏi: Sao con buồn? Thỏ thưa: Nghỉ hè, con sẽ chẳng có gì để chơi cả. Quà của con đây. Cô Sóc đưa cho thỏ một cái bao đựng chú ngựa gỗ đã tháo rời từng phần. Thỏ cảm ơn cô Sóc rồi mang chiếc bao về nhà. Nhờ ba lắp ráp, thế là thỏ có một chú ngựa gỗ nhỏ. Nó phi ra sân chơi cùng các bạn. Đang chơi, thấy cúng còn buồn, thỏ hỏi: Cậu sao thế? Cúng đáp: Tớ chẳng có gì để chơi. Thỏ đưa chú ngựa gỗ nhỏ cho cúng và nói: Quà của cậu đây. Cúng cưỡi ngựa gỗ về nhà. Em của cúng muốn cùng ngồi lên ngựa gỗ nhưng không đủ chỗ. Thấy vậy, bà cũng lấy ván gỗ ra cưa, đục, ráp thành một cái xe, lắp vào sau chú ngựa gỗ. Cúng cưỡi xe ngựa gỗ chở em đi chơi. Thấy chiếc xe ngựa, thỏ reo lên: Ồ, tuyệt quá! Cúng mời thỏ lên xe, tất cả cùng hát vang: La 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 la, xe chạy ra phố. Câu chuyện đã kết thúc rồi.
Các con nghe chuyện có hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại các bức tranh và kể lại câu chuyện theo gợi ý dưới tranh nhé. Để xem các con có nhớ được nội dung câu chuyện không, cô có câu hỏi dành cho các con. Ai đã cho thỏ chú ngựa gỗ? À, cô Sóc đã cho thỏ chú ngựa gỗ. Vậy, thỏ đã tặng lại ngựa gỗ cho bạn nào? Đúng rồi, thỏ đã tặng lại ngựa gỗ cho bạn Cún. Vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu và lắng nghe câu chuyện. Các con hãy cho cô biết, câu chuyện này khuyên chúng ta điều gì? Con thấy yêu quý nhân vật nào? Vì sao? Câu chuyện khuyên chúng ta phải biết chia sẻ với bạn bè, biết yêu thương nhau. Khi chia sẻ, cuộc sống sẽ vui hơn đúng không nào? Các bạn trong câu chuyện rất đáng khen. Các bạn biết chia sẻ đồ chơi với nhau, cùng nhau chơi thật vui. Các con hãy là những em bé ngoan giống các bạn nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các con hãy tập kể lại câu chuyện này cho người thân của mình nghe nhé. Cô chào và hẹn gặp lại các con.